Vâng, em xin chào các bác yêu Lan trên kênh Phong Lan TV của anh Hà nhé. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ các mặt hàng hoa lan có tại vườn nhà em. Thì đầu video em chia sẻ các mặt hàng hoa lan, và cuối video em xin chia sẻ các mặt hàng dược liệu, và đặc biệt thì em vẫn chia sẻ lâm canh trắng Phú Thọ. Rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị nhé. Sau đây xin phép đưa hàng đầu tiên ạ. Đầu tiên em lên với bác là giỏ cáo. Giỏ cáo này đang có một lụ các bác. Giỏ này đôi 4, 6, 8, 10, có khoảng 10 cây các bạn. Mã số AB1 550.000 đồng. Nuôi cáo các bác nhé, đang bắt đầu có lụ đây rồi. Mã số B8 550.000 đồng. Vỏ cáo tiếp theo mã số B9 550.000 đồng. Vỏ này cũng đang có lụ các bạn. Cái này cũng đang có một lụ thôi. Đôi 4, 6, 7 cây. 7 cây nhưng mà 7 cây này đều hơn cái kia các bạn. Vỏ kia thì nhiều cây hơn, vỏ này thì lại đều cây hơn. Mã số B9 550.000 đồng. Nuôi cáo các bác nhé. Tiếp tục em lên các bác một số giỏ. Đen rô. Em lên các bác một số giỏ đen rô các bác. Mã số B5 giỏ này 150.000 đồng. Đen rô tím các bác nhá. Đây mặt hoa đây các bác này. Mặt hoa của nó đây. Hoa rất là tím luôn. Mã số B5 150.000 đồng. Đen rô tím các bác nhá. Giỏ đen rô tiếp theo mã số B7 180.000 đồng. Giỏ này thì nhiều cây hơn các bạn. Độ thuần thì rất là lâu rồi các bác nhá. Mã số B7 180.000 đồng. Tiếp tục em vẫn lên đen rô mã số B6 150.000 đồng. Mã số B6 đen rô tím thôi nhá, 150.000 đồng. Tiếp theo em lên bác một số giỏ trầm rồng đỏ mã số B1 150.000 đồng, trầm rồng đỏ. Có đôi 4 cây rồi các bạn, 4 cây. Mã số B1 150.000 đồng thôi nhá. Rồi tiếp theo mã số B3 rồi là 180.000 đồng các bạn. B3 180.000 đồng. Trầm rồng đỏ tiếp theo mã số B4 150.000 đồng. Mã số B4 150.000 đồng trầm rồng đỏ các bạn. Tiếp theo vẫn là giỏ trầm rồng đỏ mã số B2 150.000 đồng. Đôi 4-5 cây các bạn. Đấy, 4-5 cây. Mã số B2 150.000 đồng. Rồi tiếp theo em lên các bác một số giỏ lâm cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. Hàng đã được kích kỳ hoa các bác nhé. Các bác về khoảng tầm nửa tháng đến 20 ngày nữa là các bác đã bắt đầu có lụ chuẩn bị cho hoa. Chắc là tầm tháng nữa sẽ có hoa các bác. Đã, nhà em đã kích hoa này các bác nhé. Lâm cánh trắng Phú Thọ mã số B34 350.000 đồng. Một mẹ và cái này có một mầm gốc to và hai mầm gốc con các bác nhé, tất cả là 3 mầm đấy. Mã số B34 350.000 đồng. Năm cánh trắng Phú Thọ các bác nhé, được đảm bảo mặt hoa các bác nhé. Mã số B34 350.000 đồng. Nhà em đã kích hoa đây rồi. Một tháng nữa là các bác được chơi hoa rồi. Tiếp theo vẫn là năm cánh trắng Phú Thọ mã số B33 280.000 đồng. Cái này một mẹ một con thôi các bác. Vâng, đã kích hoa hết rồi các bác nhé. B33 280.000 đồng. Tiếp theo B31 280.000 đồng, cũng một mẹ một con. Năm cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Nhà em đã kích hoa này các bác nhá. B31 280.000 đồng. Rồi tiếp theo mã số B29 giỏ này 300.000 đồng. Cái này một mẹ hai con các bác nhá. Và đã kích hoa đây rồi. B29 300.000 đồng. Giỏ này thì rất nhiều mầm gốc và rất nhiều cây thân mẹ đấy các bác. Mã số B32 giỏ này 1 triệu đồng các bác. Đây 3 thân mẹ và 4 thân con các bác nhé. Đã làm hoa đây rồi. Các bác về là tầm tháng nữa là các bác được chơi hoa. Mã số B32 1 triệu đồng các bác.
B32 1 triệu đồng các bác nhá. Vâng, tiếp theo mã số B30 giỏ này 1 triệu đồng các bác ạ. Đây là 3 thân mẹ và 4 5 thân con. Và đang vừa kỳ vừa hoa đây rồi các bác nhá. Đây đang vừa kỳ vừa hoa nữa đây. Mã số B30 giỏ này 1 triệu đồng các bác. Không biết là kỳ hay hoa nhỉ? Đây chắc là kỳ chứ. Đây là kỳ các bác. Và hoa nhà em đang làm đây rồi các bác nhá. Các bác vừa được làm kỳ vừa làm hoa. Mã số B30 1 triệu đồng các bác. Tiếp theo em lên các bác một số giỏ chồn các bác nhá, đuôi chồn các bác nhá, đang bắt đầu có lụ rồi. Ở này có một lụ này. Cái này mới có một lụ đấy các bác. Còn đôi 4 6 8 cây, 9 cây. Đuôi chồn mã số B28 giỏ này 400.000 đồng các bác. Dẹp bộ lũa này. Hàng đã thuần này các bác nhá. B28 400.000 đồng. Giỏ tiếp theo vẫn là đuôi chồn mã số B27 giỏ này 300.000 đồng. Ở đây thì bé hơn các bác. Này chưa thấy có lũ. Nó đầu mùa rồi vẫn nhiều cây nó vẫn ra các bác nhá. Mã số B27 300.000 đồng. Ở đuôi chồn tiếp theo mã số B26 giỏ này 1 triệu đồng các bác. Giỏ này đã có 1 2 3 4 lũ. Giỏ này đang có 4 lũ các bác nhá, mã số B26 1 triệu đồng. Hàng thuần gỗ lũa này các bác, thuần thì rất lâu các bác nhá. B26 1 triệu đồng ạ. Giỏ tiếp theo mã số B25 giỏ này 800.000 đồng các bác. Giỏ này mới thấy 2 lũ thôi, 3 lũ rồi. Thì 3 lũ. Mã số B25 800.000 đồng ạ. Tiếp theo lên các bác một số mã vảy rồng các bác nhá. Vảy rồng hàng đã thuần này các bác nhá. Đang rất là nhiều mầm, đang bắt đầu trồi đây. Mã số B24 350.000 đồng vảy rồng ạ. Hàng đã thuần các bác nhá. Cái dòng này là chỉ thế này ra hoa rất là đẹp. Hoa vàng đẹp mã số B24 350.000 đồng vảy rồng. Vậy dòng tiếp theo mã số B23 có lấy 300.000 đồng các bạn. B23 300.000 đồng. Đang mầm gốc rất là nhiều đây này. Mầm đang trồi rất là nhiều các nhà. Mã số B23 300.000 đồng vậy dòng ạ. Tiếp theo lên các bác một số mã Long Tu Xuân mã số B21 220.000 đồng. Hàng đã thuần lâu rồi các nhá. B21 220.000 đồng Long Tu Xuân ạ. Long Tu Xuân tiếp theo mã số B20 220.000 đồng. Giỏ này cũng đang rất nhiều mầm đang trồi đấy các bác nhé. Rất nhiều mầm đang trồi, hàng đã thuần lâu rồi nhá. B20 220.000 đồng. Giỏ tiếp theo mã số B19. Giỏ này 220.000 đồng. B19 220.000 đồng. Long Tu Xuân các bác ạ. Tiếp theo lên các bác một số mã quế trắng tháng 8 các bác nhá, mã số B18 giỏ này 300.000 đồng. B18 300.000 đồng quế trắng tháng 8 các bác nhá. Hàng nó thuần gỗ lũa này. B18 300.000 đồng. Tiếp theo vẫn là quế trắng tháng 8 mã số B17 cũng 300.000 đồng. Mã số B17 300.000 đồng ạ. Dễ nó đã ôm vào đây rồi các bác nhá. Mã số B17 300. B16 vẫn là quế trắng tháng 8, giỏ này 350.000 đồng các bạn. B16 350.000 đồng quế trắng tháng 8 các bác nhá. Tiếp theo mời bác đến một số giỏ tam bảo sắc mã số B15. Ui, đúng chữ lệch quá. B15 700.000 đồng các bạn. Giỏ này rất là nhiều thân hoa rồi các bác nhá. Hàng đã thuần rồi nhá. Mã số B15 700.000 đồng.
đang rất nhiều thân hoa các bạn. Rồi tiếp theo mời các bác đến một chỗ siêu VIP này. Chỗ này thì rất là xếp rụt này các bác này. Các bác xem lại kỹ này. Đây này, các bác xem cái cây này. Cây quất này như vậy. Toàn lá xếp rụt đấy các bác nhá. Mã số B14, giỏ này 1.200.000 đồng các bạn. Tam bảo sắc xếp rụt các bác nhá. Cái này có tất cả là 8 cây, vừa to vừa bé là 8 cây. Lá rất là xếp này. Để các bác xem này. Mã số B14, giỏ này 1.200.000 đồng các bạn. Tiếp theo lên các bác một số mã ý ngọc các bác nhé, mã số B11 200.000 đồng. Ý ngọc hàng mới ghép ổn định nhé các bác, đang mầm gốc đang lác đác ra dễ rồi. Mã số B11 200.000 đồng ý ngọc các bác. Ý ngọc tiếp theo mã số B10 200.000 đồng. Mã số B10 200.000 đồng. Tiếp theo vẫn là ý ngọc mã số B12 giỏ này 150.000 đồng các nhá. Hàng nguyên bản các nhá. B12 150.000 đồng ý ngọc. Nguyên bản combo 2 cục đấy các bạn. Tiếp theo vẫn là ý ngọc này. Hàng ghép ổn định rồi, đang bắt đầu ra rễ rồi các bạn. Mã số B13 giỏ này 200.000 đồng các bạn. B13 200.000 đồng. Vâng, vừa rồi là những cái giỏ lan đã có trong vườn, thì tiếp theo em chia sẻ các mặt hàng dược liệu, rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị nhé. Vâng, trên tay em đây là gói Amacong, thương hiệu nổi tiếng của Tây Nguyên này các bác này. Cái này thì đau lưng này, đau khớp, gai cột sống này, bổ thận trắng dương, tăng cường sinh lực, kém ăn kém ngủ các bác nhé. Tê nhức mỏi chân tay, đổ mồ hôi chân, mồ hôi tay các bạn. Một kg một thang này bán 120.000 đồng Amacong các bác nhé. Chủ hiệu rất là nổi tiếng của Tây Nguyên, nhiều bác là cũng mua cái dòng này về ạ. Amacong 120.000 đồng một thang này các bác nhé. Các bác về có thể ngâm rượu, ngâm 8 đến 10 lít rượu một thang như này. Đặc biệt là các bác nào mà bác nam mà yếu sinh lý là dùng cái dòng này rất tốt. Kể cả là các bác nữ thì cũng dùng được. Amacong 1 kg này 120.000 đồng các bác nhé. Rồi tiếp đến thì cái gói minh mạng thang của em này. Minh mạng thang này dùng dòng này là rất tốt luôn. Thì cũng dùng cho các bác nào không chỉ có chăm sóc chị em phụ nữ. Các bác dùng một thang này ngâm với 15 đến 18 lít rượu các bác nhé. Em bán 300.000 đồng một thang này các bác. Minh mạng thang 35 vị khác nhau các bác. Tắc kè đá này, sau biển này, lấm linh chi này. Hai con tắc kè luôn này. Rất là tốt luôn. Các bác nào mà yếu một tí là các bác dùng dòng này rất là tốt. 300.000 đồng các bác nhé. Trọng lượng là 2 kg. Các bác ngâm từ 15 đến 18 lít rượu các bác nhé. Vâng, tiếp theo vẫn đến thuốc ngủ an thần này các bác. Thuốc ngủ an thần này các bác nào mất ngủ dài ngày, mất ngủ kinh niên, dòng dùng dòng này rất là tốt luôn. Thuốc ngủ an thần này bán 120.000 đồng một thang như này. 120.000 đồng một thang. Các bác cứ dùng từ 3 đến 5 thang là ngủ rất là tốt các bạn. 120.000 đồng một thang. Tiếp theo đến thuốc đặc trị tiểu đường này các bác này. Thuốc đặc trị tiểu đường này có những cái thành phần là dây thìa canh này, cỏ ngọt của qua rừng, cam thảo lam này, mạnh môn hoài sơn, lá đáy nhàu khô, lau đủ đực, với chi lá xoài non các bác nhé. Đấy là những thành phần tạo lên thuốc đặc trị tiểu đường. Các bác dùng từ 3 đến 5 thang cái dòng này các bác nhé. Hoặc là có thể dài hơn thuốc lam này, các bác uống rất là tốt luôn. Nó không có, gần như là không có tác dụng phụ các bác. 120.000 đồng một thang này các bác, thuốc đặc trị tiểu đường. Tiếp theo đến đông trùng hạ thảo này, một đặc sản của thành phố Lai Châu. Đông trùng hạ thảo này, đông trùng hạ thảo khô này em bán 600.000 đồng một lạng khô các bác nhé. Các bác lấy thì nhà em có thể chiết ra từng lạng một, 600.000 đồng một lạng.
Còn đông trùng hạ thảo tươi thì 120.000 đồng một lọ này các bác nhé. Một lọ này các bác lấy phần trên còn phần đế bỏ lại. Các bác có thể ngâm với mật ong hoặc là các bác sắt lưng uống đều rất là tốt. 120.000 đồng một lọ như này các bác nhé. Tiếp theo đến thì đến cỏ trĩ này các bác. Các bác là bị trĩ nội, trĩ ngoại, co búi trĩ hoặc là trĩ uốn hợp các bác nhé. Sa búi trĩ chỉ máu hộ môn. Cỏ trĩ này nhà bán 120.000 đồng một thang ạ. 120.000 đồng một thang cỏ trĩ các bác nhé. Tiếp theo đây đến tầm người cây gạo tía này các bác này. Các bác nào bị những cái bệnh nan y, ung thư thì dùng cái dòng tầm người cây gạo này là rất là tốt các bạn. Tầm người cây gạo em bán 150.000 đồng một kg như này các bác nhé. 150.000 đồng kg. Vâng, vừa rồi là những đơn thuốc của nhà em, các mặt hàng hoa lan. Rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị nhé. Em xin phép dừng video ở đây ạ. Tạm biệt các bạn ạ.